Xin chào những khán giả thân thương của Skybook Radio. Bạn đang lắng nghe cuốn sách Hẹn nhau phía sau tan vỡ, tác giả An, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio. Giọng đọc Minh Hằng. Mong cho chúng ta sau này, khi có đủ thời gian để trưởng thành, đủ bao dung để thứ tha, để trái tim ta lành lặn, để có đủ dũng khí nói xin lỗi và cảm ơn, phía sau tan vỡ là con đường từ tổn thương đến yên bình. Mình hẹn nhau ở phía cuối. Lần đầu tiên, dù không gặp lại nhau nữa, vẫn mong cậu nhớ rằng trong những năm tháng đó, mọi khoảnh khắc đều là thật lòng. Đó là mùi cà phê rang, thứ mùi hương đang lấn át tất cả những mùi hương khác. Chúng lùa theo gió đi vào khứu giác, vừa ngửi thấy đã say. Ánh đèn trong tiệm vàng óng và ấm áp, như thể đó là loại ánh sáng đến từ một hành tinh gần giống với mặt trời, nhưng dịu dàng hơn, bớt chói chang hơn. Thứ ánh sáng vàng ươm đó vừa đi vào thị giác đã khiến não tôi mường tượng ra hình ảnh của mùa đông, được cuốn mình trong chiếc chăn dày, mở vài bản nhạc lo-fi, vừa đọc sách vừa nhâm nhi thức uống. Và tôi nhìn thấy cậu ấy ngồi ngay dưới ánh đèn màu bên cạnh tách cà phê. Hơi nóng tạo ra làn khói đang lơ lửng đi lên cao. Cậu ấy nhìn chăm chăm vào cuốn tập, cắm cúi ghi chép gì đó. Tôi chợt nghĩ ngợi vài điều trong lúc chờ nhân viên làm thức uống. Cậu ấy sống gần khu tôi ở, là sinh viên giỏi nên được giảng viên phân công giúp đỡ tôi môn thống kê. Vì tôi là đứa từng ở nông thôn, học ở huyện nghèo lên thành phố nên chưa theo kịp chương trình. Cậu ấy liệu có cùng tôi học suốt 4 năm đại học này? Chúng tôi có học thêm một vài thứ khác hay không? Sẽ đi chơi giống như những câu chuyện mà các anh chị khóa trên hay kể về khoảng thời gian học đại học chứ? Tôi có gây ấn tượng tốt với cậu ấy ngay lúc này không? Khi phát hiện ra sự hiện diện của tôi, cậu ấy đã mỉm cười, còn tôi chỉ có thể tập trung vào nụ cười ấy. Từ khoảnh khắc đó, tôi biết mình sẽ đau khổ vì nụ cười này, mùi thơm này, cảm giác này mãi sẽ không bao giờ phai nhạt được. Nếu một ngày không thể tìm nhau, vì không đặt mình vào vị trí của nhau nên không thấy được nỗi đau mà cả hai phải chịu đựng, không thể coi nhau như sinh mệnh, như hơi thở, chúng ta đều chọn dừng lại, mặc cho những ngày con tim từng chung nhịp. Anh ăn sáng sơ sài một mình trước công ty, không phải đồ ăn cô vẫn hay chuẩn bị như mọi khi. Anh nhớ gương mặt cô lúc sáng sớm đưa cơm cho anh, tươi như ánh mặt trời. Nụ cười ấm áp của cô có thể nạp đầy năng lượng trong một ngày dài. Dù anh vội vàng ăn cho xong để kịp giờ làm việc, anh miệt mài từ sáng đến tối muộn với những xấp tài liệu chất cao hơn đầu. Đó là điều duy nhất khiến anh có thể giải thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực. Chúng sẽ ngấu nghiến lấy lý trí của anh khi anh không cảnh giác. Chúng sẽ khiến anh nhớ về cô, điều còn đau khổ hơn cả việc anh tự hành hạ thân xác của mình bằng công việc. Cô tự đi xe buýt thay vì được anh đến tận nhà đón đưa. Nhìn qua khung cửa kính, thấy con đường cả hai từng đi qua, lạ mà thân thuộc. Thân thuộc mà chẳng thể nhận ra. Cô thấy cửa hàng tạp hóa nơi mà anh mua cho cô món quà đầu tiên. Cô nhớ lại bàn tay anh cầm chiếc cốc sứ màu xanh ngọc, cười với mình thật tươi. Hôm nay cửa hàng có vẻ buồn và vắng khách hơn mọi khi cô ghé ngang. Hôm nay không có anh đứng đó, chau mày chọn mấy món đồ một cách tỉ mỉ. Cũng chẳng có cô ngắm nhìn anh lựa từng món. Không có ai ở đó, kể cả tình yêu sót lại cũng không. Mấy hôm trước, đồng nghiệp hỏi anh về cô, về một cô gái hay theo sau anh mỗi khi tan tầm, mặc những chiếc đầm dịu dàng. Anh không trả lời, chỉ mỉm cười lắc đầu bỏ đi. Mặc cho những lời hỏi han quan tâm đến chuyện tình cảm, anh bước đi như chạy khỏi những câu chuyện cũ sẽ khiến anh không làm chủ được mình. Những bước chân đưa anh ngồi lại quán cà phê cũ. Anh lấy những quyển sách ở trên kệ cao, nơi mà cô với tay cũng chẳng thể chạm tới. Dù chẳng phải thể loại anh thích, nhưng vẫn lật từng trang. Những con chữ trôi trong đầu anh như giọng nói của cô, như mái tóc thướt tha và đôi hàng mi dài che lấy đôi mắt đen láy. Cô bước lên sân thượng của tòa nhà, ngồi vào chiếc ghế dài, đúng chỗ mà cô từng ngồi cạnh anh. Ở nơi đây cô từng hát, anh từng chơi đàn. Những câu hát của bài La Vie en Rose cứ văng vẳng trong đầu, khiến nước mắt cô không ngừng rơi xuống màn hình điện thoại. Cô định nhắn gì đó, nhưng rồi lại xóa đi. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại này. Cô sợ mình sẽ làm sai điều gì, khiến cho cả hai trở nên khó xử hơn nữa.
Dường như tâm trí cô hiểu được, cô không đủ năng lực phá vỡ sự im lặng giữa hai người, dẫu biết sự im lặng này có thể sẽ giết chết tình yêu. Cô trở về phòng, pha cho mình một ly trà đậm, nhâm nhi cùng những dòng suy nghĩ buồn bã, đôi mắt hướng về phía những tòa nhà cao ngất trời, nơi mà cô và anh từng hứa với nhau sẽ cùng sắm một căn hộ nhỏ và đặt từng chiếc ly sứ trên kệ trang trí. Trước đây cô uống gì cũng dùng ống hút vì sợ vàng răng. Đây cũng là lý do cô không uống trà. Trà khiến lưỡi cô đắng ngắt. Vậy mà hôm nay cô phá lệ. Cô cảm nhận được trong nước trà có vị ngọt, như vị của môi anh chạm vào cô. Nhưng những hồi ức ngọt ngào, ấm nồng đang bắt đầu nguội lạnh trong tiết trời se se dần chuyển sang đông. Có lần cô dỗi không muốn gặp anh. Anh uống say, say khướt đến mức không làm chủ được suy nghĩ của mình. Anh đến trước cửa nhà cô, vừa nhìn thấy cô trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Anh nhấc bổng cô lên trên tay mình, mặc cho bao hiểu lầm trước đó, cứ thế mà bước đi. Họ đứng lại bên bờ hồ, hôn nhau rất lâu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hôm nay, anh cũng định uống say để làm lành, nhưng không ngờ, say rồi mà anh vẫn không đủ dũng khí làm điều đó thêm một lần nữa. Anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh định gọi cô, nhưng rồi sợ cô bận lòng về anh, sợ cô thương hại anh. Mọi ký ức dù như thước phim tua đi tua lại trong tâm trí, nhưng chúng không hề cho anh dũng khí. Chúng khiến anh day dứt, dằn vặt và đau khổ nhiều hơn. Anh đặt điện thoại lên xuống hơn 100 lần, nhưng lại im lặng. Cô lục hết tất cả những thứ thuộc về anh, chỉ còn sót lại cuốn sổ tay, một chiếc áo sơ mi công sở cũ vẫn còn trong tủ. Cô khoác chiếc áo lên người rồi nằm khóc suốt đêm dài, khóc cho tình cảm của hai người, cho anh và cho cô, như ta chẳng thể giữ nhau trong cuộc đời này. 1 tháng, 2 tháng, rồi 1 năm, 2 năm, cuối cùng họ cũng quen được với cuộc sống không có nhau, một cuộc sống mà cả hai chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể chịu đựng, sự cô đơn không ai dám tự mình đảm đương. Chúng ta đều như vậy, đều không thể chiến thắng được cái tôi của mình. Một người không chủ động liên lạc, một người kiên trì lặng thinh. Sau cùng chúng ta vẫn sống tiếp, hai phần đời bình lặng không nhau, không cùng nhau trưởng thành. Đáng tiếc nhất trong chuyện tình cảm không phải không có được, mà là bỏ lỡ nhau. Trong đời, bạn sẽ gặp rất nhiều người và không biết trước thứ tự gặp họ. Và người ta thường gặp được người mình yêu nhất trong đoạn sinh mệnh chưa đủ trưởng thành, nên chỉ biết nhìn người đó bước đi mà không có cách nào níu giữ được. Điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ là khi cả hai không cùng nhau trưởng thành. Một người trải qua cảm giác cô đơn, một người không thể thấu hiểu. Chúng ta không cách nhau những múi giờ, mà cách nhau những suy nghĩ không thể chạm tới được. Sự lớn lên về thể xác chỉ là vấn đề thời gian, nhưng sự trưởng thành của một người trở nên bao dung, thấu hiểu, có lẽ phải trải qua nhiều biến cố, thậm chí là sai lầm. Đã có bao nhiêu người ngoài kia vì sự trưởng thành muộn màng mà rời xa nhau? Đã có bao nhiêu người phải ngậm ngùi tiếc nuối vì không biết trước người mình từng bỏ lỡ lại là người suốt cuộc đời này không thể tìm lại? Tình yêu là đáp án có thể giải thích cho mọi sự điên rồ chúng ta làm. Trong những mối quan hệ mà ngay cả khi biết trước, chúng ta nhận lại ít hơn những gì chúng ta cho đi hoặc hy vọng mà vẫn bằng lòng ở lại. Thế nhưng mấy ai khi còn trẻ lại hiểu được điều này? Mấy ai vì đối phương mà trưởng thành hơn, vì đối phương mà bao dung cho nhau? Thế nên mới đánh mất nhau như vậy. Ngày trước gặp người phù hợp lại không thể giữ lấy. Khi đã trưởng thành, hiểu rõ mọi chuyện lại chẳng thấy ai phù hợp. Vậy nên mới trải qua cảm giác tuyệt vọng nhất chính là hiểu được đúng người nhưng lại không cách nào chiến thắng thời điểm. Hoa hướng dương. Kể cả khi biết trước tình yêu không có kết quả, chúng ta vẫn muốn dành cho nhau điều dịu dàng cho đến cuối cùng. Trong chuyến dã ngoại năm cuối cấp 3, lúc đi ngang qua cánh đồng hoa hướng dương, có một người bạn đã hỏi tôi: "Cậu biết tại sao hoa hướng dương lại tượng trưng cho tình cảm đơn phương không?" Tôi bối rối nói rằng mình không biết. Cậu ấy trả lời: "Từ khi nở bông hoa đầu tiên cho đến khi lụi tàn, loài hoa này chỉ hướng về phía mặt trời, nơi tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu, rực rỡ nhưng lại chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Giống như việc yêu một người thầm lặng chưa một lần được đáp trả, cuối cùng kết thúc bằng sự tổn thương cùng cực." Năm đó trong lớp cũng có một chuyện tình đơn phương.
cậu bạn của tôi yêu thầm cô bạn bàn bên. Cô ấy lại vờ như không biết đến vì đã yêu thầm một người khác. Bọn họ theo đuổi những thứ không thuộc về mình, đều yêu nhưng cô đơn. Sự quan tâm đặc biệt của cậu bạn tôi khiến cho cả lớp đều cảm động, nhưng lại chưa một lần đủ dũng khí thổ lộ. Sợ sau này chuyện đối mặt nhau cũng trở nên khó khăn. Có lần tôi hỏi cậu ấy, đơn phương mệt như vậy, sao không bỏ đi? Trên đời đâu phải chỉ có một cô gái, ngoài kia có biết bao nhiêu người thích cậu. Huống gì cậu không hề có một vị trí nào trong lòng cô gái ấy. Cậu ấy trả lời, nếu tình yêu dễ dàng từ bỏ như thế thì đã chẳng phải khổ sở như thế này. Giống như việc cậu thích một món đồ xa xỉ được trưng bày sau cửa kính, dù không đủ khả năng sở hữu nhưng chẳng thể nào rời mắt được. Có lẽ mọi người sẽ đều nghĩ điều đó thật ngu ngốc, nhưng cậu ấy lại bằng lòng với sự thầm lặng để đổi lấy việc ngắm nhìn người mình thích mỗi ngày. Mọi thứ tình cảm chỉ cần xuất phát từ trái tim đều có ý nghĩa, dẫu có được chấp nhận hay không, đều đáng được trân trọng. Ngoài kia đúng là có rất nhiều người tốt, nhưng chẳng đem lại cho chúng ta chút cảm giác yêu đương nào. Những người yêu đơn phương luôn vun vén kỳ vọng, dù biết rằng không có bất cứ hy vọng nào. Biết rõ họ không thuộc về mình, nhưng vẫn không có cách nào từ bỏ. Chỉ biết chôn chặt tình cảm của mình, chỉ khi không thể giữ lấy những điều tuyệt vọng nhất mới chấp nhận quên đi. Mà thời gian để làm được điều đó có khi là rất dài. Trên đời này không có chuyện chỉ cần dũng cảm là sẽ giành được tình cảm của người khác. Không phải cứ gom đủ dũng khí tỏ tình thì sẽ được đồng ý. Tình cảm càng thầm lặng thì càng dễ đậm sâu. Một mối tình bình thường ít nhất cũng được bắt đầu, trải qua vô thường và niềm đau. Sau chia tay có lý do để mà quên nhau và dứt khoát. Còn tình yêu đơn phương, bước đến thì chẳng dám, lùi lại thì không cam. Lời chưa nói ra, làm sao quên được. Chúng ta luôn tự làm khổ mình trong thứ tình cảm như vậy. Thời gian sẽ không khiến tâm can một người hướng về bạn. Nó chỉ khiến bạn cảm thấy đủ mệt mỏi để từ bỏ mà thôi. Thay vì thế, khi còn có thể, hãy kết thúc thứ tình cảm tuyệt vọng ấy bằng cách bước đến, dù kết quả thế nào cũng đều là tình cảm của đối phương. Cuối cùng, cậu bạn tôi cũng tỏ tình và bị từ chối thật. Thế nhưng, dù không khiến đối phương cảm động, thì ít nhất cậu ấy cũng được nhớ đến như những điều đẹp nhất từng trải qua. Sau này, dù chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ không bao giờ hối hận vì đã từng dốc hết dũng khí nói ra lòng mình. Năm đó, khi một người bạn hỏi tôi về những đóa hoa hướng dương, thực ra tôi đã nói dối mình không biết. Vì tôi biết cậu ấy thích tôi, vì sợ cậu ấy nói ra, chúng tôi không thể nào làm bạn được nữa. Vội vàng đến, vội vàng đi. Tình yêu không phải ai giữ được ai, mà là một người không muốn rời đi, một người không muốn yêu người mới. Có rất nhiều người yêu nhau nhiều năm, nhưng cuối cùng không thể đến được với nhau. Cũng có rất nhiều người chỉ yêu nhau mấy tháng lại có thể đứng trên cùng một lễ đường. Có người chịu được sự cáu gắt của bạn cả một thời thanh xuân, nhưng vì một đêm trời mưa mà đường mỗi người một ngả. Cũng có người chẳng phải kẻ bạn muốn yêu, cuối cùng lại đem lòng say đắm. Người ta gọi tất cả những thứ khó lý giải đó là duyên phận. Dẫu cho chúng ta hiểu rõ duyên phận trong đời là rất mong manh, thế nhưng ai cũng đã ít nhiều một lần nào đó hy vọng duyên phận có thể đến với mình, cho mình gặp được người có thể đi chung đến cuối đời. Có người đến và nói rằng muốn bên cạnh suốt cuộc đời sau này, thế nhưng bạn lại chẳng nhận ra đó là người mình cần tìm. Bạn lắc đầu từ chối. Sau này khi bạn nhận ra mình bỏ lỡ điều đáng tiếc năm ấy thì đã quá muộn. Người đó chẳng còn yêu bạn nữa, chẳng còn chút nhớ nhung gì về bạn nữa rồi. Có tiếc cũng vậy thôi, có trách cũng trách bản thân mình ngốc nghếch, dại khờ. Có người xuất hiện đúng lúc bạn cô đơn, bạn cũng đã từng tin rằng lựa chọn này là đúng. Cho đến một ngày cả hai phải đứng đối diện nói cho nhau nghe lời xin lỗi. Vì phút chốc lỡ lầm, sự nông nổi và trẻ dại, sự ngộ nhận tình yêu vì cả hai không thể cùng nhau thực hiện lời hứa. Cuối cùng bạn lại đơn độc như trước đây. Tình yêu giữa hai người cũng không thể dùng một loại đơn vị đo lường nào để đong đếm được. Bên nhau 10 năm không chắc là đậm sâu hơn bên nhau mấy tháng. Yêu nhau vài tháng chắc gì đã hời hợt. Cũng không thể nói rằng ai sẽ yêu ai nhiều hơn, ai sẽ nhớ ai lâu hơn. Thế nhưng người ta vẫn cố tình làm như thế để bản thân luôn tin rằng lựa chọn của mình là đúng. Đứng trước tình yêu, bạn chưa trở nên bé nhỏ và yếu đuối lạ thường. Đứng trước cảm xúc, bạn chưa trở nên ngốc nghếch và dại khờ.
Phải chăng chúng ta đã vì vậy mà không thể hiểu được chính bản thân mình, càng không thể giữ được đối phương? Phải chăng đã quá vội vàng nói với nhau lời thề hẹn trọn đời suốt kiếp? Tình yêu quá lớn mà trái tim quá bé nhỏ nên đã mắc phải sai lầm để chia tay nhau trong ân hận và áy náy. Rồi một ngày bạn sẽ hiểu, người hiểu được nỗi lòng của bạn, biết được con đường cùng bạn sẽ trải qua muôn vàn chông gai, nhưng vẫn chọn ở lại mới là người yêu bạn thật lòng. Có một người chờ bạn ở phía sau. Luôn có một người dành cho bạn, người ấy sẽ đến vào một ngày lòng bạn tĩnh lặng nhất. Năm đó anh 16 tuổi, mang hoa tặng cô trước cả lớp khiến mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ. Còn cô vô cùng xấu hổ và bỏ trốn. Cô chạy trốn khỏi sự bồng bột của người con trai mà cô mong muốn được cùng lớn lên, người bạn thân từ thuở nhỏ. Cô thấy mình như bị đùa cợt. Đó cũng là lần đầu tiên đáng nhớ của anh vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà bị từ chối. Năm chúng ta 16 tuổi đều tự hỏi, tình yêu rốt cuộc là thứ cảm xúc gì mà khiến chúng ta đứng ngồi không yên, trong lòng cứ như có ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả những thứ nó đi qua. Thứ tình cảm đó có năng lượng nhấn chìm mọi suy nghĩ của bạn, khiến bạn lao vào tình yêu như một con thiêu thân lao vào bão tố dã rời. Năm anh 18 tuổi, đứng dưới nhà cô, anh tặng cô chiếc huy chương vàng của cuộc thi thể thao cấp quốc gia, nói rằng anh vẫn sẽ theo đuổi cô, sẽ chờ đợi cô cho đến khi cô hiểu ra được tấm lòng của anh. Một lần nữa, cô trả lại anh món quà, rồi bỏ vào trong. Anh lặng lẽ ra về buồn bã, cô lén nhìn anh qua ô cửa kính từ phòng ngủ. Cô nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi xa dần. Cô biết điều mình dành cho anh còn hơn cả tình yêu. Cô muốn dành cho anh sự trân trọng suốt cuộc đời này, không muốn mất một người tốt như thế. Cô sợ mình không bảo vệ được sự đơn thuần đẹp đẽ từng có được của cả hai. Hơn tất cả những điều tăm tối trong thế giới này, tình yêu là điều khiến chúng ta hiếu kỳ và mong chờ nhất. Cho dù phải đánh đổi nguy hiểm, vẫn có người chọn lao đầu bước vào. Ta từng thích một người đến nỗi chỉ cần nhìn thấy người ấy, trái tim đã trở nên bối rối. Tình yêu những năm tháng còn trẻ khiến chúng ta liên tục chạy theo những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Ngôi sao đẹp nhất chính là người mình trân trọng nhất. Năm cô 20, anh cũng 20. Cô thất tình, cô bị người ta bỏ rơi dưới một cơn mưa tầm tã. Anh cầm ô che cho cô, mặc cho vai anh cũng ướt sũng. Cô đau khổ vì mất đi mối tình đầu. Cô khóc như mưa, anh dùng đủ trò để dỗ dành. Cô vẫn như đứa trẻ bên cạnh anh, một đứa trẻ không chịu lớn nằm trong lòng anh, hứng chịu cơn bão đầu tiên trong đời. Năm cô 25 tuổi, sau mấy năm làm việc chăm chỉ, cô được cấp trên cân nhắc tạo điều kiện đi học cao học ở nước ngoài. Cô mang theo quyết tâm thay đổi số phận của mình, bước lên máy bay, đi đến một nơi rất xa khỏi sự quan sát của anh, vòng tay của anh, đi xa khỏi những chuyện buồn đã cũ. Anh tiễn cô cùng một hộp quà nhỏ, dặn khi nào buồn nhất hãy mở nó ra. Trong suốt mấy năm học ở đất nước xa xôi, cô nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ đến anh nhưng không hề buồn bã và yếu đuối. Ở đây, cô gặp một chàng trai đến từ Pháp, người đó và cô có một khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau. Anh ta cũng dạy cho cô rất nhiều thứ, kể cho cô nghe về những điều mới lạ trên thế giới này. Nhưng cô dần nhận ra anh không thể hiểu hết được những điều cô nghĩ, không thể thông cảm cho những điều cô đã trải qua. Họ nói chia tay sau mấy tháng qua lại. Cô lại tiếp tục cuộc sống như mọi ngày, trong sự tuyệt vọng vào những mối quan hệ không có điểm đến. Một ngày cuối năm, trên đường về, cô bất chợt gặp anh. Trong chiếc áo khoác da nâu và quần jean màu xám lông chuột bụi bặm, anh cười với cô như những tháng năm thanh xuân tươi trẻ. Cô chạy đến ôm anh như phản xạ của một người lâu ngày thương nhớ tại một thành phố lạ lẫm chỉ có mình và nỗi cô đơn. Anh ở cùng cô mấy ngày, rồi đột ngột trở về để giải quyết công việc trong sự im lặng, cùng một tờ giấy nhỏ viết vội vài dòng. Chúc em hoàn thành tốt chương trình và sớm trở về. Ngày hôm đó cô thực sự rất buồn, buồn cho quãng thời gian mấy năm gồng gánh cô đơn và thương nhớ. Cô vội tìm chiếc hộp anh tặng trước đây, trong đó có một cành hoa khô, chiếc huy chương vàng và chiếc nhẫn nằm gọn gàng trong chiếc hộp nhỏ nhắn. Vạn lần cảm động trong những năm qua cuối cùng cũng làm cô rơi nước mắt. Cô cầm chiếc nhẫn tự đeo vào tay mình. Cuối cùng cô cũng nhận ra anh chính là đáp án. Chính là người biết được món ăn Việt Nam cô yêu thích nhất. Người đàn ông cô có thể kể cho nghe mọi bí mật. Anh nhớ tất cả mọi điều về cô. Những thứ làm cô sợ, loài côn trùng cô ghét,
người mà dù cô có bước vào lễ đường cũng không bao giờ phải băn khoăn đây có phải là người mình tìm kiếm hay không. Người yêu bạn thật lòng nhất định sẽ bao dung cho những bồng bột tuổi trẻ của bạn, không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt của bạn mà bỏ bạn bước đi. Sẽ luôn chờ đợi bạn, dù cho có phải gặp bao nhiêu bão tố. Bạn sẽ yêu chàng trai đó mà không phải do dự trước hàng vạn người đang theo đuổi bạn ngoài kia. May mắn nhất là gặp được một người như vậy, chấp nhận chờ đối phương cùng nhau vượt qua những khoảng cách trong cuộc đời. Một người như vậy sẽ đến bên bạn, chỉ cần bạn chịu lắng nghe trái tim mình và bạn phải thật hoàn hảo để kiên nhẫn chờ đợi một tình yêu xứng đáng. Những con đường. Có hai người trên thế giới này đang cùng quên đi một khoảnh khắc. Để hai người xa lạ có thể làm bạn với nhau đã thực sự rất khó rồi. Vượt qua sự ngại ngùng và mặc cảm của bản thân để bước đến trước mặt người khác thật không dễ dàng gì. Để hai người nhận ra tình yêu lại càng khó hơn. Bạn nhận ra tình yêu tồn tại trong trái tim mình, rõ ràng mất một hành trình dài, khiến cho người mình thích mất thời gian dài hơn, gian nan hơn. Bất cứ mối quan hệ nào cũng thế, cũng cần một hành trình để xây đắp tình cảm, để có vị trí tốt nhất trong lòng đối phương. Nhưng kết thúc lại quá dễ dàng, chỉ cần quay lưng, tất cả chấm hết. Nghe thật tàn nhẫn, thế nhưng có một vài câu chuyện tình như thế. Kỷ niệm suốt nhiều năm liền cùng một người, cuối cùng còn lại chỉ là vài đoạn tin nhắn cần phải xóa, mấy tấm ảnh chụp chung cần phải dọn dẹp, những món quà từng được tặng cần được cất đi. Chúng tôi trở thành người cũ của nhau đúng kiểu chia tay văn minh. Không ai làm phiền đến cuộc sống của ai, không bi lụy, không kể xấu về nhau. Điều đó thật đáng sợ, bởi cuộc sống sau đó của cả hai, sự cách biệt hai phương trời, tên của đối phương dường như bị xóa sổ một cách chóng vánh. Chúng tôi vẫn sống chung một thành phố, hít cùng một bầu không khí, đứng dưới cùng một bầu trời. Chỉ tôi là chưa thể quên, nếu có chạm mặt một cách đột ngột trên đường, trái tim cứ hoảng loạn không biết nên mỉm cười hay là lướt qua. Mỗi lần vô tình đi ngang qua chỗ hẹn ngày xưa luôn khiến nỗi buồn ngày cũ trở về. Thật khó để lý giải cho tất cả những biệt ly trong cuộc đời này. Dù lý do có chính đáng hay không, cuối cùng đối phương cũng không muốn đi cùng tôi nữa. Cuối cùng tôi cũng không thể giữ được cậu ấy bằng tất cả nỗ lực cứu vãn của mình. Thật tệ khi phải chấp nhận buông tay. Tôi nhớ chúng tôi khi đó đều thích đến rạp phim, tuần nào cũng đến. Cậu ấy từng nói với tôi, sau này đi làm có tiền, nhất định sẽ đến những rạp tốt nhất, mua hạng ghế đắt nhất để xem phim. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ cùng nhau xem phim cả đời này. Bây giờ tôi đi làm rồi, có đủ tiền để mua mọi hạng ghế tôi muốn, nhưng lại chẳng có ai đi xem cùng nữa, cũng không thích xem như thời sinh viên. Không phải do tôi sai, cũng chẳng phải do cậu ấy, càng không phải do những bộ phim. Cái sai ở đây chính là tôi từng tin sẽ cùng nhau cả đời này. Hóa ra người ấy nói sẽ cùng đi, nhưng không nói đi đến cuối cùng. Trái tim vỡ. Vừa vặn là khi ở bên cạnh một người mà bạn được là chính mình, không sợ cái cảm giác người kia sẽ bỏ mình ra đi. Ở nước Nhật có một môn nghệ thuật truyền thống tên là Kintsugi. Khi một món đồ gốm bị nứt bể, họ sẽ dùng một loại sơn mài phủ vàng để chấp vá những vết nứt, khiến cho món đồ gốm trở nên đẹp hơn cả lúc ban đầu. Người ta thường gọi chúng là sự nứt vỡ tạo nên vẻ đẹp của sự bất toàn. Những vết nứt trên gốm sứ nhìn là có thể thấy và sửa chữa ngay, còn những vết nứt trong tim của một người thì không. Sự trưởng thành của một con người không được minh chứng bằng độ tuổi mà bằng những biến cố. Những biến cố ấy tạo ra những vết nứt khiến người ta cố gắng giấu đi bằng sự cứng cỏi của lý trí, phải liên tục trưởng thành và che giấu sự yếu đuối bằng một lớp mặt nạ vui vẻ với tất cả mọi người. Cô cũng vậy, cũng trải qua biến cố lớn của cuộc đời mình trong những năm tháng trẻ tuổi, bị chính người chồng cô yêu thương, người mà cô nghĩ sẽ gắn bó suốt cuộc đời này phản bội. Hắn ta mang tất cả số tiền tiết kiệm của cả hai, tiền cưới bỏ đi theo tình nhân. Có lẽ không có nỗi đau nào đau đớn hơn việc người ta nhận ra sai lầm của bản thân khi tin tưởng một người mù quáng để rồi phải chấp nhận tổn thương. Những cô gái như cô, dù bề ngoài mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể tránh khỏi những vết nứt. Điều đó khiến cô đau khổ một thời gian rất dài. Cô đã từng suy nghĩ và thậm chí nghĩ quẩn. Nhưng may sao, thời gian cũng khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc là không ai có thể bắt gặp sự yếu đuối của cô thêm một lần nào nữa.
cũng không hẳn là người ta không cần tình yêu nữa. Chỉ là chúng ta cần một khoảng thời gian đủ dài để chờ đợi một thứ tình yêu trưởng thành hơn, một thứ tình yêu xứng đáng với những gì người ta luôn cố gắng. Mấy năm sau, cô mở một cửa hàng kinh doanh đồ gốm sứ. Suốt mấy năm trời vất vả để kiếm lại số tiền từng mất, nhờ vay mượn bạn bè, được gia đình giúp sức, cộng với sự nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng có được thành quả. Cô gặp được người mới, một người cùng cô nỗ lực để có thành quả như ngày hôm nay. Anh là người chữa lành nỗi đau bị phản bội và lừa dối, một người khiến cô thấy mình đang sống lại những năm tháng còn trẻ, một người khiến cô buông bỏ lớp mặt nạ giấu đi sự yếu đuối suốt nhiều năm, một người có thể ôm lấy cô và cho cô cảm giác an toàn. Chúng ta thực ra chỉ cần yêu một người mà ở bên cạnh họ, ta được làm chính mình. Yêu một người mà không cần đeo lớp mặt nạ luôn tỏ ra vui vẻ, cứng rắn. Rồi bạn sẽ gặp một người như vậy, một người có thể sưởi ấm, xua tan hết cái lạnh của mùa đông và những ngày mưa, một người khiến bạn có thể bỏ hết mọi thứ chỉ để được yêu đương một cách trọn vẹn, khóc trong vòng tay người ấy như một kẻ ngốc nghếch dại khờ. Những vết nứt trong lòng không thể tự lành lại mà phải được sửa chữa, hàn gắn bằng tình yêu thương và sự ấm áp đến từ một người tử tế hơn. Cuối cùng người vẫn đi. Mọi người nói tôi hay buồn, thực ra do tôi hay nghĩ về cậu. Bất cứ điều gì cũng đều mang theo rủi ro, không có chuyện tình cảm nào có thể chắc chắn cùng nhau đi đến cuối cùng. Thế nhưng người ta vẫn chọn đánh đổi, chọn chân thành, chọn cam tâm vì mong rằng đó là thứ tình yêu bấy lâu nay họ mong chờ. Thứ tình yêu có vị mùa hè, nồng nàn như những điệu nhảy flamenco, thứ tình yêu trong trí tưởng tượng của kẻ si tình, vậy nên họ đã bằng lòng chấp nhận rủi ro. Thật không dễ dàng tháo bỏ bộ giáp cứng cỏi, đơn độc để mở lòng với một người mà chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra với cả hai sau đó. Họ đến với bạn, mang theo niềm hy vọng về những buổi chiều đầy nắng, những dịu dàng và bình yên, những ngọt ngào và đắm say. Điều đẹp nhất của tình yêu là nó khiến người ta quên đi những lần chóng vánh, được mất, thiệt hơn, như những kẻ dại khờ đâm đầu đi tìm tình yêu đích thực. Và cũng sẽ có lúc, tình yêu không phải điều ngọt ngào, những tình yêu thoáng qua, những cảm xúc tạm bợ không khiến cả hai có thể tiếp tục, không khiến chúng ta có thể nắm tay nhau đi qua những cơn bão lớn. Những lầm tưởng về sự vĩ đại của tình yêu khiến chúng ta tin rằng sẽ có một viễn cảnh tốt đẹp, chúng ta sẽ tốt hơn, sẽ viên mãn. Nhưng không, chẳng có sức mạnh nào đến từ thứ tình yêu nhỏ bé, tầm thường, chỉ cần một cơn sóng đã khiến cho mối quan hệ vỡ đôi. Ta lại về với cô đơn và những cơn bão lòng. Người đó rời xa bạn, như đóa hoa nở rồi lại úa tàn, như lá vàng rời cành rơi về cội, như lời tạm biệt chưa nói đã vội rời đi. Tất cả những thứ còn lại chỉ là tiếc nuối, không phải vì thời gian bên nhau chưa cố hết sức, mà cố hết sức rồi, người vẫn bỏ đi. Một tình yêu chân chính. Tình yêu sét đánh chỉ đến với những người có ngoại hình. Trong một đoạn phim ngắn tôi xem cách đây mấy tháng trước, kể về một nhà máy phẫu thuật thẩm mỹ tự động có thể biến mọi phụ nữ xấu trở nên xinh đẹp theo ý chồng mình. Người phụ nữ trong đoạn phim là một người có thân hình quá khổ, khăng khăng đòi chồng đưa đến đó. Khi đến nơi, bà gặp rất nhiều người chồng đang chờ đợi vợ mình trên ghế dài. Sau khi người chồng đăng ký thủ tục và ngoại hình mong muốn của vợ xong, bà được đưa vào những chiếc máy khổng lồ. Tiếng la khóc vì đau đớn của những người phụ nữ khác khiến bà vô cùng hoảng sợ. Nhưng vì yêu chồng, muốn giữ chồng nên bà đã can đảm tiếp tục. Sau nhiều giờ, qua nhiều công đoạn, bà và những người phụ nữ khác bước ra khỏi chiếc máy, tiến đến gần phía những ông chồng. Ai ai cũng trở nên xinh đẹp, đôi chân thon gọn, vòng eo nhỏ xíu và những gương mặt gần giống nhau như được đúc ra từ một khuôn. Chỉ riêng bà vẫn dáng hình cũ, thân hình vẫn mũm mĩm như trước. Hóa ra khi chồng tiến hành làm thủ tục cho vợ mình, người chồng đã ghi vào ô nguyện vọng không muốn bà thay đổi bất cứ điều gì và hai vợ chồng vui vẻ ra về. Bà không phải trải qua bất cứ cơn đau nào trong chiếc máy khổng lồ kia. Tất nhiên ai cũng yêu cái đẹp bởi vì chúng ta ngã vào ánh mắt rồi mới say đắm tâm hồn. Thế nhưng cái đẹp chỉ đi cùng con người đến một độ tuổi nhất định. Cho đến khi ai cũng nhận ra chúng ta cần yêu một người hiểu mình, luôn lắng nghe và đáng tin cậy để chia sẻ tất cả mọi thứ. Không ai chỉ ngắm nhìn nhau mà có thể hạnh phúc,
Chúng ta kết nối với nhau, đó là sự kết nối giữa tâm hồn và tâm hồn. Nếu như trong thời điểm bạn tệ hại nhất với bộ dạng không mấy ưa nhìn, họ vẫn đến và yêu bạn, thì quả là đáng quý. Phần nào đó bạn sẽ yên tâm hơn vì người đó yêu con người thật của bạn. Tiêu chuẩn bề ngoài không được đặt lên hàng đầu mà tình cảm được nhận ra cùng với thời gian. Một tình yêu mà con người cảm nhận nhau từ bên trong. Nhiều người vẫn quan niệm rằng nhan sắc là một loại trí tuệ đỉnh cao bởi vì đó là một loại trí tuệ không cần phải giải thích. Thật ra có nhan sắc là một chuyện vô cùng may mắn, nhưng nếu không có thì cũng không sao. Trong mắt những người yêu thương bạn, bạn luôn xinh đẹp theo một cách nào đó rất đặc biệt. Ngoại hình không phải là điều quan trọng nhất, nhưng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ bỏ bê bản thân mình. Hãy luôn cố gắng để có ngoại hình ưa nhìn hơn. Nếu như bạn chăm chỉ và quyết tâm, nhất định sẽ thay đổi. Năm 17 tuổi bạn chưa xinh đẹp thì không sao cả. Nhưng nếu 25 tuổi vẫn không xinh đẹp là lỗi của bạn. Ngần ấy thời gian quá đủ để bạn học được cách tự chăm sóc bản thân, mua những món đồ tốt nhất cho mình và biết cách trở nên lộng lẫy trong mắt người khác. Ngần ấy thời gian cũng khiến bản thân bạn mang theo vẻ đẹp của trí tuệ. Bạn sẽ hiểu ra một người bỏ rơi bạn vì vẻ bề ngoài không có gì đáng tiếc và việc biết cách trở thành một người mà họ khao khát cũng chẳng thể nào có được. Không ai có thể duy trì được tình yêu chỉ bằng ngoại hình. Tình yêu phải được duy trì bằng sự bao dung, thấu hiểu, luôn biết làm mới bản thân và những câu chuyện. Nếu chỉ đơn thuần cần thứ nhan sắc bề ngoài mà có được tình yêu, thì quả là đơn giản biết mấy. Giữa tính dục của con người và tình yêu khác nhau ở chữ thương. Nếu đó là người không yêu thương bạn, bạn sẽ chỉ thấy được dục vọng trong mắt họ. Người vừa gặp đã yêu đều là những người có nhan sắc, nhưng bất cứ ai cũng xứng đáng có được tình yêu đẹp. Chỉ cần đủ chân thành, đủ nỗ lực cùng với thời gian chờ đợi, một người phù hợp đến. Chúng ta sẽ không mắc sai lầm khi bước vào tình yêu chân chính. Lựa chọn của chúng ta. Có rất nhiều sự lựa chọn để chữa lành những vết thương lòng. Có người lau nước mắt bằng tình yêu mới. Có người chọn thời gian. Có một bạn từng bình luận trên blog của mình rằng cách tốt nhất để quên một người là đi tìm một người khác tốt hơn. Mình cũng ủng hộ ý kiến của bạn ấy. Một tình yêu đủ lớn sẽ xoa dịu những vết thương do tình yêu cũ gây ra. Một người đủ tốt sẽ chữa lành quá khứ nằm sâu trong trái tim bạn không thể nào buông ra. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta phải tìm kiếm như thế nào. Trong thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống, người ta thường nhầm lẫn giữa duyên phận và những cuộc đi săn. Tình yêu đâu phải là thứ cứ muốn là sẽ có, cứ tìm là sẽ ra. Bạn càng cố tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy lỗ hổng ấy lại càng lớn hơn, trống trải hơn. Lỡ như bạn không may mắn tìm thấy ai đó yêu bạn thật lòng, bạn sẽ càng thu mình lại trong cô đơn và những nỗi buồn không thể sẻ chia. Tình yêu mà bạn đang cần tìm kiếm đó, nó không hề có sẵn. Đó là thứ phải được nhận ra nhờ thời gian. Liệu bạn có đủ nhẫn nại và sức mạnh để chờ đợi? Vì ngần ấy thời gian có khi vết thương kia lại không thể cứu vãn nữa rồi. Nếu không chắc chắn có thể tìm được người yêu mới, hãy thử chọn bản thân mình. Biết yêu bản thân mình cũng là một loại năng lực, bởi vì chỉ có bản thân mình mới hiểu được mình đau như thế nào và mệt mỏi ra sao. Bởi chỉ bản thân bạn mới hiểu bạn cần bao lâu để tự chữa lành. Quên đi tình yêu với một người là điều không khó, khi bạn yêu bản thân mình đủ nhiều để từ đó mà quên. Có rất nhiều sự lựa chọn để chữa lành vết thương lòng. Có người lau nước mắt bằng tình yêu mới. Có người lựa chọn thời gian. Hồi ức rực rỡ. Mọi chuyện cuối cùng đều sẽ bị thời gian làm mờ nhạt. Bạn cuối cùng cũng sẽ tha thứ cho người khác và bản thân mình trong những năm tháng tuổi trẻ bồng bột. Trời bắt đầu trở lạnh sang đông. Cô bắt đầu lục lọi tủ đồ tìm kiếm mấy chiếc áo len và hoodie để giữ ấm. Cô tìm thấy trên ngăn kệ lấp ló phía sau những chiếc găng tay len đủ màu là chiếc đồng hồ mang tất thảy những kỷ niệm của cô và người ấy. Đó là món quà cô được tặng lần cuối cùng họ gặp nhau, là món quà mà cô không bao giờ muốn giữ nhưng lại không đành lòng bỏ đi. Giống như mối quan hệ của hai người năm đó, dằn vặt nhau dưới danh nghĩa tình yêu nhưng không dám rời xa vì sợ sẽ tiếc nuối. Đó là người đã cùng cô trải qua những năm tháng trẻ tuổi của cuộc đời, một người dạy cô dùng máy ảnh phim, làm ra những chiếc bánh macaron hoàn chỉnh nhất,
cùng nhau ăn món gà rán bơ, cùng cô rong ruổi dù là dưới nắng hay mưa, bất kể ngày hay đêm, cùng nhau ngắm nhìn thành phố lúc không giờ. Cả hai có thể ngồi trên sofa cùng đọc sách hàng giờ liền. Thế nhưng yêu người ấy quả là chuyện dũng cảm nhất trước giờ cô từng làm. Một người giống như sương đêm, bình minh vừa lên là tan biến. Đó là người khiến cho cô cảm nhận được vị đắng của yêu đương, cho cô hiểu được rằng có những mối quan hệ không nên đặt hy vọng. Cậu ấy luôn như vậy, thoát ẩn thoát hiện trong cuộc đời cô, khiến cô không thể đoán được khi nào cậu ấy sẽ đến, khi nào sẽ biến mất. Một mối quan hệ ngọt ngào nhưng mơ hồ. Một đêm đông, đèn đường vẫn rực sáng, trời bắt đầu bước vào những ngày lạnh nhất. Cả cô và cậu ấy đều biết khoảng thời gian cả hai bên nhau không còn nữa. Cậu ấy cùng cô đi dạo trên bờ hồ, đưa tay mình đan chặt những ngón tay cô. Cậu ấy không nói, chỉ ngân nga mấy câu hát nghe không rõ lời. Gió cuốn những thứ âm thanh dịu dàng ấy đi xa. Cậu ấy rút ra trong túi áo hút đi một chiếc hộp nhỏ, chính là chiếc đồng hồ, và nói rằng điều nên nói lúc này, dù cho muộn màng, vẫn là lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã yêu cậu. Mong cho chúng ta sau này đều có thể quý trọng những giây phút tươi đẹp bên những người thực sự phù hợp hơn. Cuối cùng, cả hai đã dũng cảm nói với nhau lời tạm biệt và xin lỗi, vì chẳng thể dành tặng nhau những điều dịu dàng suốt chặng đường sau này. Bình minh thực sự đã đến. Cô thực sự đã tỉnh dậy trong sự hoang vu, cùng với việc phải chấp nhận không thể cùng ngắm bình minh với người mình từng yêu như hơi thở. Chỉ một cái chớp mi, cô và cậu ấy đã cách nhau 7 múi giờ. Tình yêu là tình yêu, thực tại vẫn là thực tại. Thứ tình cảm yếu ớt không thể chiến thắng khoảng cách và nỗi cô đơn mà mình giấu dưới một mối quan hệ không tên. Cuối cùng sương cũng sẽ tan, mặt trời lên cao, họ vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình dù không có nhau. Chúng ta đã may mắn gặp một người như vậy ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Người dạy cho chúng ta rất nhiều thứ, cùng chúng ta trải qua những điều ngọt ngào và đắng cay. Một người như vậy, hà cớ gì phải quên? Hãy để bản thân được sống tiếp cuộc đời này, mang theo hành trang về những hồi ức vô cùng rực rỡ. Đúng người. Nếu như bạn gặp được đúng người, thì tình yêu không cần vội vã. Soạn thư mới. Nội dung không tiêu đề. Cảm ơn anh vì đã cùng em trưởng thành và luôn bên cạnh em trong 4 năm qua. Bằng tuổi tụi mình, mọi người bắt đầu nghĩ đến việc kết hôn, sinh con và xây dựng một gia đình nhỏ ấm áp. Em cũng từng nghĩ rất nhiều về điều đó, về một gia đình có anh và em. Ở bên cạnh anh là điều duy nhất trong bộn bề cuộc sống này khiến em cảm thấy dễ chịu hơn bất cứ điều gì. Ví von một cách lãng mạn, anh giống như một tách cà phê nóng giữa những ngày mùa đông. Anh cho em cảm giác an toàn mà tất cả mọi phụ nữ đều mong muốn. Bởi vì điều đó mà em bắt đầu thu mình lại trong thế giới của hai ta. Em muốn trở thành một người vợ, một người phụ nữ của gia đình. Em sẽ làm bữa sáng cho cả hai. Em thích việc cọ rửa những chiếc cốc thủy tinh, lau chùi những tấm kính khiến chúng trở nên trong suốt như không tồn tại. Em bắt đầu thích thú với những món đồ nội thất gia đình và tìm hiểu về chúng những lúc rảnh rỗi ở bên anh. Em cũng muốn chọn màu cà vạt hợp với áo của anh mỗi buổi sớm và tiễn anh đến cơ quan giống trong những bộ phim cổ điển mà phụ nữ Á Đông xem đó như là một loại tín ngưỡng. Dù một ngày cách đây không lâu, khi em đọc cuốn sách viết về hành trình của những người phụ nữ, ước mơ của em lại bắt đầu trỗi dậy. Em muốn học tiếp chương trình thạc sĩ, muốn được đến những buổi diễn thuyết về phụ nữ hiện đại. Em muốn đứng trên chiếc bục cao để chia sẻ về lẽ sống của mình, ước mơ của mình đến với những cô gái, những người phụ nữ kém may mắn hơn em. Em muốn một ngày nào đó, em có được sức mạnh để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống cùng anh. Em muốn những điều tốt đẹp em làm có sức lan tỏa đối với mọi người. Em muốn tất cả những điều đó và chúng sẽ tuyệt vời hơn nếu như em có được sự đồng tình từ anh. Em luôn lo sợ những chuyến phiêu lưu của mình sẽ khiến cho chúng ta xa nhau. Anh sẽ buồn lòng, em sợ mất anh. Trong thế giới chao đảo này, may mắn nhất chính là gặp được anh, một người luôn luôn ủng hộ và cổ vũ em. Trong khi có rất nhiều người cho rằng phụ nữ phải chuẩn bị tâm lý cho việc lui về phía sau sân khấu của người đàn ông mình yêu, thì anh lại giúp đỡ em, muốn em được thực hiện ước mơ của mình. Anh cho em tự do trong chính tình yêu em chọn lựa, điều mà không có nhiều phụ nữ có được trong tình yêu.
Anh thương mến, trong 2 năm này em sẽ tranh thủ đi đến những nơi mà em muốn, học những điều mà em khao khát được học. Em biết mình sẽ trở thành một người phụ nữ ích kỷ khiến anh phải chờ đợi và khiến anh phải lo lắng nhiều. Nhưng xin anh hãy luôn tin tưởng và ủng hộ em thêm một lần nữa như bao lâu nay. Em muốn yêu anh khi được là chính mình, yêu anh và không do dự việc cùng anh lập gia đình có phải là một quyết định đúng đắn nhất trong đời em. Khi anh đọc được email này, chuyến bay của em đã cất cánh. Em không muốn báo cho anh sớm hơn, vì nếu anh đến, em sẽ chẳng có đủ can đảm bước đi. Anh giữ gìn sức khỏe và chờ tin em nhé. Soạn thư mới, nội dung, không tiêu đề. Em xa nhớ, hãy luôn nhớ rằng, khi đặt tay lên lồng ngực, trái tim em chỉ cách lời cầu hôn của anh một chuyến đi xa. Không có được tình yêu. Điều dịu dàng nhất của người ấy khi không thể dành cho bạn tình yêu chính là câu nói: đừng chờ nữa, được không? Năm 13 tuổi, tôi nói thích cô ấy nói tôi chưa trưởng thành. Năm 18 tuổi, tôi nói thích cô ấy nói tôi cần công việc. Năm 24 tuổi, tôi cầu hôn cô ấy nói tôi phải ổn định sự nghiệp. Năm 28 tuổi, tôi có tất cả trong tay, vẫn không thể có được cô ấy. Sau này tôi mới hiểu, những năm tháng đó cô ấy đối với tôi chỉ là cảm động chứ không phải tình yêu. Sau này tôi mới hiểu, không phải tôi chưa đủ tốt mà bởi vì cô ấy không thể miễn cưỡng thích tôi được. Cô ấy đối với tôi chính là tình yêu, tôi đối với cô ấy chính là gánh nặng. Sau này tôi mới hiểu, cũng chính vì tình yêu dành cho cô ấy mà tôi có thể thay đổi tích cực như vậy. Không có được tình yêu cũng không sao, người ấy nên trở thành động lực thay vì là nỗi đau. Nếu có thể, hãy gửi đối phương lời cảm ơn chân thành nhất, vì tình yêu năm đó mà trưởng thành. Giá như tháng năm đã lấy đi một người mà bạn thực sự yêu thương, để lại một lỗ hổng lớn mà bạn luôn kiếm tìm một nửa khác có thể lấp đầy vào đó trong vô vọng và bất lực. Tháng năm đã khiến một người nào đó đổi thay, không phải vì hết yêu, chỉ là tháng năm khiến chúng ta rời xa nhau ngay thời điểm khó lòng giữ được tình yêu. Đó là những ngày tháng cả hai còn rất trẻ, cả anh và cô đều là những sinh viên mới tốt nghiệp với rất nhiều hoài bão. Anh luôn cố gắng tìm một công việc tốt, ít nhất là một công việc ổn định với số lương có thể đủ trang trải cho cuộc sống tối thiểu của cả hai người. Vì vậy mà anh liên tục cố gắng, đi sớm về muộn, tăng ca và cả làm thêm, miễn là kiếm được nhiều tiền. Thứ anh mong muốn là cho cô một cuộc sống đầy đủ, sung túc nhất có thể. Thế nhưng cũng bởi vì thế mà anh đã không để tâm đến cảm giác của cô, khiến cho tình yêu của cả hai dần héo úa trong sự vô tâm và hời hợt. Những cuộc hẹn bị bỏ lỡ, những lần cô phải tự bắt xe về nhà, những cuộc gọi nhỡ giữa đêm khuya, những tin nhắn đọc vội không trả lời và cả những lần anh cáu gắt vì áp lực mà cô không thể hiểu được. Tất cả những điều đó khiến cho sự thất vọng ngày một lớn hơn. Thật tàn nhẫn khi mỗi ngày cả hai phải đối diện với việc người mình yêu thương đang dần lạnh nhạt, dần cách xa mà không có cách nào có thể thay đổi được. Thanh xuân của cô, anh không thể gánh vác nổi. Tương lai của anh, cô lại chẳng dám can ngăn. Thế rồi họ quyết định dừng lại. Tháng năm thật vô tình khi sắp đặt hai người yêu nhau tại những thời điểm như vậy. Lúc cô cần tình cảm từ anh nhất, lại là những lúc anh tập trung vào sự nghiệp nhất. Anh để cô một mình với cô đơn và sự lặng thinh nơi anh. Tháng năm đã vô tình làm tổn thương hai con người như thế bằng tình yêu của chính họ. Sau này, với sự kiên trì của mình, cuối cùng anh cũng trở thành một người có chỗ đứng trong ngành nội thất. Anh đã mua được nhà, mua được xe, nhưng lại không giữ được người mà anh yêu. Thanh xuân của hai người giống như chiếc ly bị rơi xuống đất. Họ sống hai phần đời của riêng mình, chối bỏ những mất mát từ đổ vỡ đó, để rồi sau này một người tiếp tục cuốn vào công việc, một người lại liên tục tìm kiếm một người khác, như hai sinh mệnh đang khổ sở chạy đua với bộn bề lo toan. Ái tình chính là như vậy. Bạn dành cả thanh xuân cho một người không chắc sẽ nhận lại tình yêu, không phải do bạn yêu chưa đủ, cũng không phải do đối phương từ bỏ, chỉ là chúng ta đều bỏ lỡ mất thời khắc đối phương cần mình nhất mà thôi. Nhiều lúc chúng ta đã từng thắc mắc, nếu gặp nhau tại một thời điểm khác,
liệu chúng ta có đi cùng nhau được hay không. Thế nhưng cho dù có tìm ra lý do, ai đúng hay ai sai, duyên phận trái ngang đi chăng nữa, thì trên đoạn đường sau này, chúng ta vẫn không có nhau. Tình yêu luyến tiếc nhất là gặp được đúng người tại một thời điểm không thích hợp, gặp người bạn yêu thương nhất nhưng bản thân lại không đủ khả năng giữ họ bên cạnh mình, bởi chúng ta không cam tâm nói lời ly biệt. Chúng ta ngàn lần nói giá như có đủ thời gian, sự trưởng thành để chuẩn bị gặp họ, để bên nhau trọn vẹn hơn. Giá như cả hai có thể gặp nhau ở một cuộc đời khác, giá như cả hai có thể gặp nhau khi trưởng thành, giá như không ai chịu bỏ đi thì đã có thể cùng nhau đứng chung một lễ đường. Có lẽ một khoảnh khắc nào đó trong đời, chúng ta đều sẽ thành tâm chúc phúc cho đối phương và nói lời tạm biệt. Điều đó cũng chính là cảm giác tha thứ cho người đã từng đi cùng bạn nhưng không thể đi đến cuối đoạn đường. Bạn vẫy tay chào và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Mong cho chúng ta sau này sẽ gặp được chân tình khi đủ vững chãi để gánh vác yêu thương. Mong cho chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu một người đến cố chấp, đuổi cũng không đi, để nếu như lại yêu thêm một lần nữa, sẽ không bao giờ tiếc nuối nói hai từ giá như. Không ai mãi nhớ. Thời gian dài như vậy, không ai nhớ mãi một câu chuyện đau lòng. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn biết người ấy sống ra sao, người mới của họ như thế nào, thời gian qua họ có nhớ đến tôi hay là quên tôi rồi. Trước đây khi người đó biến mất khỏi thế giới của tôi đã sợ rằng cậu ấy sẽ quên đi tôi, cũng không muốn nhớ về tôi nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra những năm người ấy không bên cạnh tôi, dù buồn đến mấy cũng không giết chết tôi được. Cuối cùng thời gian khiến tôi hiểu ra không ai có thể thay thế bản thân sống tốt được. Cảm giác an toàn tuyệt đối nhất không phải do một người mang lại, mà chính là ngay cả khi người ấy rời đi rồi, bạn vẫn sẽ sống tốt. Năng lực đó không tự nhiên mà có được, phải trải qua nhiều lần mất mát mới học được. Có lúc tôi thấy những cuộc gặp gỡ giống như người ta đi trên đường, chúng ta chọn đi cùng một người trên những con đường dài đó, chúng ta hứa hẹn sẽ đi về phía trước. Thế nhưng không phải ai cũng có thể giữ lời, có người gặp giao lộ rồi rẽ hướng đi về hai phương trời cách biệt. Cuối cùng sau tất cả những lần lỡ hẹn, mình vẫn cô đơn. Giữa trăm ngàn vụn vỡ, chúng ta như những dòng chảy giữa lòng đại dương, gặp nhau một lần, xa nhau mãi mãi. Sinh mệnh ngắn ngủi, duyên phận mong manh, vậy mà người mình yêu nhất lại không có cách nào giữ được. Rồi đến một ngày bạn sẽ gặp lại người ấy, trong lòng không chịu nặng, không oán hận, không nuối tiếc. Không phải vì bạn và người ấy chưa từng sâu đậm, mà bạn cuối cùng cũng sẽ hiểu ra mọi chuyện rồi sẽ bị thời gian làm cho mờ nhạt. Bạn rồi cũng sẽ tha thứ cho người đó và cho bản thân mình trong những năm tháng dại khờ. Không bên cạnh người này thì bên cạnh người khác, thế gian rộng lớn, biển người mênh mông, thời gian dài như vậy, không ai nhớ mãi một câu chuyện đau lòng. Khoảng cách sẽ không xa. Yêu nhau qua cái màn hình thì đã sao, bao người ngoài kia còn chưa thể tìm cho mình một người phù hợp. Ngày trước, nếu ai đó nói sẽ đợi chờ một người, nói sẽ không màng khoảng cách, chắc chắn tôi sẽ chẳng tin, bởi vì tôi cho rằng nếu không được quan tâm, không được gặp mặt, không được bên nhau mỗi ngày thì lấy gì tin rằng ta có thể bền lâu. Nhưng rồi những điều chân thành nhất vẫn luôn chiến thắng, có những thứ tình cảm không được thể hiện bằng hành động, có những sự quan tâm không cần phải nói ra, nhưng trong sâu thẳm con người ta vẫn luôn tồn tại một loại tình yêu vững chắc trước cám dỗ và thử thách. Tôi bắt đầu tin và muốn mọi người cũng sẽ tin rằng mọi khoảng cách trên thế gian này sẽ không có nghĩa lý gì nếu như chúng ta yêu nhau chân thật, nếu như ta cam lòng chờ đợi. Có thể tình yêu của hai người sẽ không ồn ào và náo nhiệt, nhưng nhất định vẫn sẽ đẹp đẽ theo một cách rất riêng, bởi chính từ những điều thật lòng ta dành cho nhau. Như thế nào là xa? Ở cách nhau hàng trăm cây số, mỗi tháng gặp một lần, hay phải tính bằng giờ bay, số lần gặp đếm trên đầu ngón tay. Thực ra, người ta luôn lấy cái khoảng cách đó ra làm lý do không muốn cố gắng nữa. Có những người yêu nhau, mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng cũng chẳng nói với nhau điều gì ngoài chăm chăm vào màn hình điện thoại. Có lẽ vì gần bên nên người ta cảm thấy an toàn, vì quá nhiều sự an toàn đó làm người ta quên mất chuyện trân trọng nhau. Như vậy có khác nào cách xa ngàn cây số? Vậy như thế nào là không xa?
Khi điện thoại rung lên, tên người đó hiện ra, trái tim bạn mất nửa giây để thổn thức vì quá vui. Có nhiều người hỏi tôi rằng, người đó sắp đi xa, vậy có nên tiếp tục? Chẳng phải bạn cũng yêu người đó sao? Yêu xa thì đã sao? Ngoài kia còn bao nhiêu người chưa tìm được người phù hợp? Bạn thân mến, hãy cứ yêu đi. Yêu rồi thì khó mấy cũng vượt qua được. Nếu có chia tay vì yêu xa thì lý do chính là tình yêu của cả hai không đủ lớn để vượt qua khoảng cách. Bạn sẽ hiểu ra người yêu bạn thật lòng, ngàn trùng xa cách cũng nguyện ý cam tâm. Như là tôi từng nghe được ở đâu đó người ta nói rằng khoảng cách sẽ không xa khi chúng ta xem nhau là tất cả. Đoạn tình cảm rối ren. Mong cho chúng ta đều có thể dịu dàng với lỗi lầm của đối phương. Sẽ có những ngày chúng ta mắc phải những đoạn tình cảm rối ren khi người ấy không thể vì bạn mà nhẫn nại. Khi bạn muốn giải thích, người ấy lại không buồn lắng nghe. Khi bạn có quá nhiều nỗi cô đơn trong mối quan hệ này, còn người ấy có nhiều thứ phải cân nhắc hơn là lựa chọn và coi bạn là duy nhất. Khi mới bắt đầu, chúng ta đã từng hứa rằng cả hai sẽ dành thật nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, để cùng nhau làm những điều ý nghĩa, những điều mà trong cuộc đời này muốn thực hiện nhất. Duyên phận đã ban tặng cho chúng ta cơ hội để làm tất cả những điều đó, để nói với nhau những điều ngọt ngào, trao cho nhau nồng nàn và đậm sâu. Nhưng chúng ta không thể ngờ rằng chúng ta không thể làm được điều đó từ đầu đến cuối. Chúng ta không thể bên cạnh nhau như lúc ban đầu. Không phải do môi trường sống, chẳng phải do thời gian, chỉ là một vài ngày chúng ta thấy hờn dỗi với cuộc đời, mệt nhoài về những điều lặp đi lặp lại. Để chúng ta hiểu ra chúng ta không tốt như chúng ta nghĩ, người đó cũng không phù hợp như chúng ta tưởng tượng. Nhìn ra những vết nứt trong mối quan hệ này vào một ngày trái tim kiệt sức, chúng ta hiểu được giữa con người với nhau luôn có sự khác biệt. Có người vì không thể chấp nhận được sự khác biệt đó mà nói lời tạm biệt rồi rời đi. Trong sinh mệnh này, không ai sinh ra là dành cho ai cả, chỉ có thể vì đối phương mà tình nguyện thay đổi để ngày càng phù hợp hơn. Có lẽ đó là lúc mà cả hai phải đưa ra những sự lựa chọn, hoặc tiếp tục tin rằng đó là lựa chọn đúng, hoặc phải chấp nhận rằng cuộc tình không đứng vững trước những cơn bão đều phải vỡ đôi. Có những đoạn tình cảm rối ren như vậy khiến người ta cảm thấy nghẹt thở vì mắc kẹt giữa việc tiếp tục hay rời bỏ. Nhưng mà hãy thành thật với trái tim mình xem, bạn có còn cảm thấy hạnh phúc hay không? Bạn có thể giả bộ cười nhưng không thể giả vờ thanh thản. Có thể cố tỏ ra vui vẻ nhưng chẳng thể lừa dối chính mình. Trong lòng bạn còn yêu hay không yêu, bạn là người biết rõ. Đau hay không đau, bạn là người hiểu nhất. Bình lặng hay dậy sóng, cuối cùng cũng chỉ vì một cơn bão mà đổi thay. Ai cũng đưa ra sự lựa chọn của riêng mình. Bình yên cũng có thể là chấp nhận một cuộc tình không hoàn hảo, mà cũng có thể là thành tâm mong cho một người được hạnh phúc. Không mong một người yêu hợp từ đầu tới cuối, chỉ mong một người có thể bao dung được sự ương ngạnh của bản thân và cùng nhau cố gắng trong những đoạn tình cảm rối ren. Các bạn vừa lắng nghe phần 1 của cuốn sách Hẹn nhau phía sau tan vỡ của tác giả An, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để đón xem những phần tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.